Mà đi đâu mất tiêu rồi. Tuấn ơi, ông Tuấn ơi, hay là ông bỏ mình về quê rồi trời. Đây nè, đây nè. Trời ơi trời, chạy từ bến xe chạy ra muốn chết luôn. Xong biết sao, thấy có chị thì đẹp gái quá, vô nhiều chuyện. Nghe được có nửa bài hát là không biết hay ho luôn. Trời ơi, nãy sao, giờ sao ông cứ bỏ rơi tôi hoài vậy? Ông kêu tôi đi xem ca nhạc, cái tôi ra tôi ngồi tôi nghe bài hát, cứ quay lại với tôi mất tiêu không à? Không phải, tại vì lần đầu tiên tới hội quán tôi nói bán quá trời, tôi nói bắp răng bơ gì nghe bông giấy gì bán quá trời bán luôn. Rồi có bông sống đời gì nữa, tao nãy giờ đi vòng vòng lựa coi có đường nào mua về biết tao. Nhưng mà tính ra tôi với ông hơn á, tại vì á, bông giấy này là chỉ bán từ ngày hôm qua cho đến ngày 28 âm lịch là hết nè. Hôm nay là mình tới là ngay lúc bông giấy tới chứ, ngày 28 chính mình tới là hết rồi. Đó. Ê nói nghe nè, nãy giờ là một phút quảng cáo, giờ nói chung là mình đã lỡ tới rồi, lỡ lên sân khấu của hội quán ngôi sao Việt Trường phải chào bà con cô bác cho đàng hoàng chứ, nãy giờ nó điên của khùng công à. Đúng rồi, dạ. Con Trang LTP và bạn Thanh Tuấn. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị đã đến với đêm nhạc giao lưu ngày hôm nay. Dạ, và trước thềm năm mới thì Trang và Thành Tuấn xin kính chúc tất cả quý bà con chúng ta sẽ có một năm mới thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe, và sang năm mới thì chúng ta sẽ có thêm nhiều thành công mới à. Và bây giờ chắc là chúng nãy giờ là nghe ca sĩ nam hát rồi, giờ mình đổi gu đi, giờ mình muốn nghe ca sĩ nữ hát được không? Dạ được chứ. Dạ xin mời tiết mục tiếp theo của một chị đến rất là đầu tư khi đến tham dự chương trình này luôn nha. Wow. Nãy giờ em ngồi dưới là em cứ tưởng là chị là ca sĩ chuyên nghiệp, mà không biết là chị có đi hát ở đâu chưa thì chưa biết. Bây giờ chắc là đợi mời chị biểu diễn đi, rồi xíu nữa mình sẽ giao lưu với chị. Dạ. Dạ em ơi, xin mời chị ạ. Dạ rồi, trời ơi quý vị ơi, chấn động. Dạ một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ xinh đẹp của chúng ta được không ạ? Chấn động mà. Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ em xin
mời chị giới thiệu tên ạ. À, chị tên là Tố Linh. Dạ, em mời mình xúc lên đây là để thấy được nè. Dạ rồi, hôm nay chị Tố Linh đến chương trình của tụi em. Chị Tố Linh sẽ trình diễn bài gì đầu tiên ạ? Và ngay sau đây chị cũng gửi tặng đến toàn thể tất cả quý vị ở đây một nhạc phẩm được mang tên là Tâm Sự Nàng Xuân. Dạ, xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức Tâm Sự Nàng Xuân. Rồi ơi, hay quá em ơi, tặng em.
khoan mình giao lưu xíu đi. Dạ bông rồi, này cảm ơn anh ạ. Bình thường là người ta bỏ tiền vô đó mà bị anh không có tiền. Anh tặng có bông thôi hả, thông cảm. Trời ơi, nói nghe nè. Em hát hay quá, bây giờ thì mình giao lưu xíu đi. Đây là lần thứ mấy em tới với hội quán ngôi sao miệt vườn? Dạ hôm nay là lần đầu tiên à. Lần đầu tiên em đến đây à. Thấy bà con cô bác ở đây như thế nào? Dạ bà con của mình ở đây rất vui và nhiệt tình luôn à. Bà con ở dưới quê anh còn vui hơn, dễ thương hơn, nhiệt tình hơn. Về quê anh đi, đi về liền giờ luôn. Dạ bây giờ về liền luôn nha anh. Rồi, về liền luôn. Bây hả? Giờ mình đi liền luôn nha. Nhưng mà sẵn cái dịp á, lần đầu tiên em xuất hiện trước mặt bà con cô bác của hội quán ngôi sao miệt vườn thì em tiết lộ cho em thêm một cái thông tin nữa là năm sau, tức là khoảng là tháng 2 thì chúng ta sẽ có chương trình casting ngôi sao miệt vườn đó. Mà với cái giọng hát của em thì chắc chắn là em sẽ có rất là nhiều cơ hội để tỏa sáng, cho nên là hy vọng là năm sau, không biết là em có ý định là muốn đăng ký vào tham gia cuộc thi ngôi sao miệt vườn không? Dạ nếu mà được cơ hội vậy thì chắc chắn là em sẽ tham gia để thử sức mình à. Wow, vậy thì quý vị cùng chờ đợi phần thi của em trong cái mùa ngôi sao miệt vườn tiếp theo nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta vào trong đi về quê anh liền luôn. Dạ rồi một lần nữa cùng hát anh cho bà con với anh ạ. Dạ một lần nữa cùng xin được cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều à. Rồi vô trước đi. Anh đặt con vé xe không biết sao về nữa. Dạ kính thưa quý bà con cô bác, và bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục tiếp theo. Còn tiết mục tiếp theo thì là gì thì xin mời quý vị cùng gặp gỡ một nam ca sĩ sẽ mang đến cho quý vị một giọng hát rất là ngọt ngào. Xin mời quý vị cùng theo dõi nha. Dạ xin chào tất cả bà con. Bà con mình khỏe không bà con ơi? Dạ vâng, và cũng như dịp năm mới Quốc Hải cũng xin gửi lời chúc đến tất cả quý bà con một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Ý như vậy là mang phát tài, một chỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng, và đến với buổi giao lưu của hội quán ngôi sao miệt vườn ngày hôm nay, Quốc Hải cũng xin gửi đến tất cả quý bà con bài vọng cổ hài Chùm Sò Say Rượu, một tràng phát tay cho em nữa đi ạ. Bà con ơi, đã nói hiểu ít thì nói mâu nhiều thì nói sai, mà nói sai là thấy gì trong giờ mà nói sai. Bởi vậy bà con hay bảo vậy nè, tưởng nào mà vừa chẳng có ngày, hiểu nào mà chẳng sai. Đất sinh ra gạo nếp và để nuôi sống con người trên hoa đất, vậy mà thiên hạt và đặt đem ra nấu rượu để cho sò hà tươi té lên té xuống mấy mưa lần. Không uống thì nó tỉnh bơ, còn uống vô ba miếng làm như ngay trái điên cuồng, mà hãy dẫn dụ em trong lòng của tôi luôn thoáng khải. Nhớ có gì nhiều hơn là nhớ tình nhân nữa cha mẹ ông. Trời sẵn chi cái thứ nước chấm chấm ôm nhớ cho nó đà trời quá đất lòng. Lúc lúc ban đầu cũng làm mày đi ít thế đi thôi, chừng chấm chút một hồi cũng sợ tiêu mày lép.
phải uống cho lớp dài dài mà đường dài không chịu bước nổi xuống mà nằm. Bởi vậy có nhiều khi tôi thề rằng từ dài về sáu ai giết tôi cũng không bao giờ uống rượu. Bởi vì con dạo tôi có nói rằng ông Hải ơi ông sai xưa làm chỉ để cho anh em cô bác chê cười. Xin ông Hải tôi đi mà làm lại làm cuộc đời. Tôi mới nói bà xã tôi làm cuộc đời tôi đi đâu mà làm lại. Bất quá dài ba ngày tôi mới uống một lần cho nó. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Nhưng mà sao anh hát xong cái anh nôn về quê hả? Dạ đúng rồi, bắt xe nãy giờ đợi xe chung với ông nội kia. Không biết có xe chưa, có xe chưa anh ơi? Ủa là anh cũng đi Bến Tre về chung với lại ông đúng anh. Đúng rồi, anh. Phương vừa hẹn về đó nhậu mà sao giờ chưa có xe, không biết về nhậu kịp không? Rủ nhậu từ mùng 1 tới mùng 10 Tết lận. Nhưng mà bây giờ ở đây anh hát hay quá à. Cho em ở lại em nghe thêm đi. Chứ anh ghi anh về quê trước chứ em thì em ở đây. Em qua Sài Gòn em ăn Tết ở đây. Dạ chị dạ. Hát thêm bài nữa chị. Dạ hát thêm bài nữa nhưng mà xíu nữa đi. Để anh xuống anh uống miếng nước đi. Rồi mình hát cũng được anh. Dạ xuống bà con cho tôi nhậu một cái. Tôi lên tôi ca tiếp nha. Đồng ý vỗ tay tôi một cái. Dạ cảm ơn quý bà con rất nhiều. Dạ rồi. Dạ rồi cảm ơn. Dạ. Xin cảm ơn phần trình diễn của anh. Dạ tiết mục tiếp theo thì xin mời quý bà con cô bác cùng thưởng thức một giọng hát rất là đặc biệt của cô Xuân Dung. Dạ xin mời cô ạ. Hôm nay là do cái bên trung tâm mình buổi chiều có một cái sự kiện của bên huyện ra làm các cô chú anh chị hôm nay là lên giao lưu mà chưa có được tập trước với lại ban nhạc luôn. Thành ra là lúc mà lên sân khấu biểu diễn thì các cô chú sẽ xin một ít phút để có thể trao đổi với ban nhạc cái tên bài hát này, rồi tên cái tông để các cô chú hát cho nó đúng.
nên là mong quý bà con hôm nay mình hát giao lưu thì mình cùng ủng hộ thông cảm cho các cô chú nha. Con chào cô. Dạ dạ chào. Dạ và cô luôn là không sao biết chương trình của mình mà cô tham gia cô nha. Theo hiểu đó, vợ em cũng có tham gia rồi. Theo đi, hiểu đó. Dạ vậy là hồi xưa biết cô em đó là thi hay là tham gia hát giao lưu rồi. Hát giao lưu thôi. Dạ con cảm ơn cô, mong là hôm nay cô tham gia xong cô sẽ giới thiệu hết là con cô bác tham gia nha. Dạ rồi con xin phép mời cô ạ. Dạ. À, hôm nay tôi đến giao lưu với chương trình khác nhau. Hôm nay thì tôi sẽ hát một bài nhạc sĩ của nhạc sĩ Xuân Hồng, bài hát mang tên Mùa Xuân Bên Cửa Sổ. Hai người
dễ thương. Dạ cô ơi, mình trò chuyện một chút xíu nha cô. Dạ, không biết là cô đã đến hội quán ngôi sao miệt vườn xem hay là biểu diễn chưa cô? Chưa lần nào hết đâu cô. Dạ hôm nay không khí ở đây thì có rất là đông đảo quý bà con. Con hy vọng là cô sẽ có thêm nhiều nhiều cái đêm biểu diễn tại hội quán ngôi sao miệt vườn nữa. Mình trò chuyện xíu, không biết là hiện tại thì cô đang làm công việc gì, làm cái công việc hát của mình là việc chính luôn hay sao cô? Dạ. Là nông dân. Cô là nông dân á cô, là mình trồng trọt hay chăn nuôi hay sao cô? Mình trồng dưa. À trồng dưa, dạ. Quý bà con, cô bác thân mến, hầu như là tất cả các anh chị, cô chú mà đến giao lưu với hội quán ngôi sao miệt vườn thì mọi người đa số không phải là ca sĩ, nhưng mà ai cũng có nhiều niềm đam mê ca hát. Và bình thường công việc thì mọi người cũng giống như những người bình thường là làm rất là nhiều nghề khác nhau, nhưng mà có chung một cái niềm đam mê đó là ca hát. Thì không biết là với lần này, những lần sau cô có muốn tiếp tục gắn bó với cái hội quán ngôi sao miệt vườn không? Chắc là có. Dạ chắc có đúng không ạ? Ở đây không khí rất là tươi vui nè, rất là đông đảo với bà con, ban nhạc này kia đồ. Dạ, và các bạn ekip cũng rất là dễ thương. Con hy vọng là cô sẽ đến với ngôi sao miệt vườn nhiều mùa hơn nữa. Và năm nay thì vẫn có chương trình cuộc thi hội quán ngôi sao miệt vườn mùa 3. Con cũng hy vọng là cô sẽ có mặt và tham gia dự thi. Dạ, mình sẽ có nhiều cơ hội tỏa sáng hơn đó con. Dạ, cô có muốn gửi một lời chúc năm mới đến tất cả mọi người không ạ? Năm mới thì kính chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, muốn gì được lấy. Dạ, muốn gì được lấy. Và cũng xin chúc cho cái hội quán này ngày càng phát triển. Dạ, dạ con cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, bây giờ mình có xuống thể xuống mình nghỉ ngơi. Dạ, quý bà con cô bác thấy là hầu như là tất cả các anh chị nghệ sĩ đến với hội quán ngôi sao miệt vườn đều có chung một cái niềm đam mê ca hát. Và quý vị nào ở bên dưới mà chúng ta cũng có cái niềm vui, có cái niềm đam mê muốn được thể hiện trên sân khấu thì chúng ta cũng có thể đăng ký tham gia cùng với hội quán ngôi sao miệt vườn vào những cái đêm nhạc thứ 3, thứ 5, và đặc biệt là đêm thứ 7 hàng tuần thì chúng ta sẽ có một cái đêm nhạc mà có cả những nghệ sĩ chuyên nghiệp tham gia nữa, với rất là nhiều những tiết mục hấp dẫn. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với một tiết mục tiếp theo. Dạ rồi, xin mời chị ạ. Dạ rồi, em chào chị. Chị có thể giới thiệu đôi nét về mình với tất cả quý bà con cô bác được không ạ? Dạ, em xin kính chào quý khán giả trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Em tên Bùi Thị Thêu. Dạ, hôm nay thì chị Thêu đến với sân khấu của hội quán ngôi sao miệt vườn thì muốn gửi đến mọi người ca khúc gì ạ? Chị muốn gửi đến mọi người bài hát mang tựa đề Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột. Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột. Vậy là chị quê ở Buôn Ma Thuột luôn hay sao ạ? Chị ở Buôn Ma Thuột mà chị cũng ở gần Kim Ngân luôn đó. Là gần quê. Dạ, chung quê luôn. Dạ. Vậy thì cô gái đến từ Buôn Ma Thuột thì hát bài Buôn Ma Thuột là chính xác nhất rồi đúng không ạ? Quý vị có thể dành một tràng pháo tay thật lớn cho Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột được không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ em xin đổi bài tại vì chiều nay các bạn tập ở sân khấu nhưng bạn chưa có ôn bài được cho nên em sẽ hát bài khác là bài Chờ Đông ạ. Dạ cho xin một tràng pháo tay để hát chứ cũng hơi bị gung gung ạ. Thank you.
mãi ngoài trời đắng. Không có chuẩn bị trước luôn mà hát rất là ngọt ngào, rất là hay luôn à. Dạ, tại không có thời gian để duyệt á, dạ. Cho nên là các bạn không có đánh được cái nhạc Tây Nguyên. Dạ. À. Trời ơi, chứ nãy giờ là Tuấn không có biết chị Theo. Chị Theo là một thí sinh đặc biệt của ngôi sao miệt vườn mùa 11 luôn. Dạ. À, dạ là cái thời điểm chị vô là lúc đó em chưa có xuất hiện. Dạ. Chưa ra đời. Chưa có được đàn chưa xuất hiện. Phát hiện ra tài năng của Tuấn. Dạ. Em có mặt lúc mà hội quán ngôi sao miền ngôi sao miền trường mùa 2. Dạ. Đây cái đó là cái thứ nhất thôi, là chị Theo là lúc đó là được giải nhì của tập đó, nhưng mà tiết mục rất là hay, rồi chị Theo hay hát được những cái bài mà sung sung rồi nhảy nữa. Không biết là xíu nữa cái tiết mục sau chị Theo có dạy không. Đó rồi điều đặc biệt là chị Theo là hôm nay là hơi bị bất ngờ tới chương trình, mà thấy chị Theo hơi bất ngờ là chị Theo được cài cắm trong chương trình đó. Chị Theo là có mối quan hệ đặc biệt với là nhà tài trợ của chị ghê luôn. Dạ chị ghê, dạ ghê ghê, chưa biết luôn là sao. chị Theo thân thiện là chị gái ruột của chị Dung Văn Dung Vẽ. Dạ. Chị Bùi Dung 4D. Để chị 4D, dạ, nhà tài trợ, một trong những tài trợ rất là thân thiết của hội quán ngôi sao miệt vườn luôn. Nên là chị đúng ra là tối hôm nay là chị Hai Dung Văn Dung Vẽ sẽ có mặt trong chương trình, nhưng mà do là chị Hai có một số vấn đề riêng nên là phải chạy về, mà ai ngờ đâu là đã cải cắm liền. Chị, gửi chị liền. Theo lại có người gắm đúng không? Dạ. Mà chị không hề biết luôn. Dạ, đây là rất mong xíu nữa tiết mục sau á chị hát cái bài nào mà nó đúng cái dạ, cái đúng chất giọng, đúng chất giọng, dạ, dạ. Sôi động hơn. Chấn động nha chị. Chấn động dạ. Cảm ơn chị Theo. Dạ, cảm ơn nhiều ạ. À. Dạ, cảm ơn nghe. Dạ. Trời ơi, nói nghe nè. Hay không? Ý là bình thường là anh là chỉ xuất hiện ở cái đêm thứ bảy thôi. Dạ, bình thường rồi. Là những cái đêm mà thứ ba, thứ năm mà chưa có xuất hiện lần nào, hôm nay xuất hiện. Rất vui quá. Vui mê. Không kém gì đêm thứ bảy luôn. Mê đúng không? Mê, hay quá trời. Dạ, hay rồi. Tiếc là hôm nay sẽ là cái đêm nhạc giao lưu cuối cùng của năm cũ 2023, chuẩn bị bước vào năm mới 2024. Đó, thành ra là rất là ý nghĩa luôn đúng không? À, đều coi như là đêm trước Tết đó, rồi sau đó là sau Tết là chúng ta vẫn còn rất là nhiều những đêm khác, và hy vọng là quý bà con cô bác sẽ luôn ủng hộ. Dạ, cứ thứ ba với thứ năm hàng tuần là mình sẽ có đêm nhạc khác giao lưu, còn ngày thứ bảy hàng tuần sẽ là đêm nhạc mà có các nghệ sĩ ca sĩ biểu diễn và hỷ
hiện giờ thì là lịch thì có rất là nhiều tên tuổi các nghệ sĩ cô chú anh chị rất là nổi tiếng đã tham gia. Mong là cô chú anh chị mình hãy lưu ý những các ngày là thứ ba, thứ năm, thứ bảy là cứ tới địa chỉ Hồ Quán Ngôi Sao Miệt Vườn nằm ở địa chỉ 113 đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Dạ. Dạ rồi, trời hay quá, tôi muốn về luôn á, thiệt á, nay đi về quê xui quá. Em biết là bài hổng rồi, về quê về bữa sau là giờ coi được trọn vẹn cái đêm nhạc rồi. Nó nghe em ơi, cho anh hỏi mấy giờ rồi? Em cũng không biết mấy giờ, cho em nghĩ chắc giờ cũng 8 rưỡi à. Vậy? 8 rưỡi. Vậy 8 rưỡi? Chứ thì đồng hồ. Ủa mới còn tiếng lại 8 rưỡi hả? Đúng rồi, nãy giờ diễn nhiều rồi. Ờ thôi chết rồi, cái ông nội kia nãy ông nói đợi anh chạy về mất tiêu luôn rồi. Ông ủa? Cái ông áo đỏ. Rồi sao? Thì anh cứ đem coi đi, còn anh về. Ờ không được, em ơi, về quê bây giờ là tốt nhất là kẹt xe dữ lắm, không có xe về được, đặt được con vé một à. Rồi tự nhiên cái chương trình ở đây người ta đang hay quá chừng cứ đi về. Giờ sao ta? Giờ sao? Bữa sau đi. Thôi ở đây hay mà, là để coi. Chứ tự nhiên cái bỏ em ở đây mình sao được. Thì em còn rất là nhiều ca sĩ bên trong rồi, còn đông đảo với bà con nữa. Bây giờ vậy đi thôi, giờ anh về quê, em về quê thế là tới chừng cái đêm sau đó, đêm sau lên đó là anh cứng động luôn, là coi như là muốn làm gì làm luôn, hát nhảy múa lắc vòng xiết múa lửa cái nào cũng chơi được luôn. Giờ chết rồi, ông nội kia vậy mà nói đợi người ta xong cái bỏ về là trời. Thôi về thôi, anh về đi. Em cầm điện thoại. Em video call cho. Ở đây em video call, em quay lại cái chương trình tối nay cho anh xem. Không nè, hai ông mày quay quá trời nè, lát nữa anh về anh coi sao nha. Anh coi trên kênh Khương Dừa Channel nha. Dạ rồi, quý bà con nhớ là mỗi đêm nhạc đều có ghi hình, ví dụ là bài nào mình ấn tượng, mình thích, dạ mình có thể coi lại trên YouTube vào bữa sau nha quý vị bà con. Dạ. Thôi anh đi cho dễ. Sẵn đây chúc Tết quý bà con của chú anh chị luôn. Dạ, và trước thềm năm mới, đầu tiên thì Thành Tuấn rất là may mắn khi mà được đồng hành với Ngôi Sao Miệt Vườn cũng như là Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn trong suốt khoảng thời gian vừa qua, và cũng được rất là nhiều quý bà con ủng hộ. Và thực sự thì em cảm thấy mình rất là may mắn, rất là biết ơn sự ủng hộ của tất cả quý bà con. Và em sẽ em cùng với tất cả các anh chị em trong ekip luôn cố gắng nỗ lực hết mình, và lúc nào cũng muốn mang đến những cái tiết mục và hấp dẫn và chất lượng nhất. Tuy nhiên lâu lâu có nhiều khúc lúc là cũng chưa có làm quý bà con cô bác hài lòng được hết, nhưng mà cứ mỗi đêm nhạc thì tụi em luôn cố gắng tiến bộ hơn từng ngày. Hy vọng là quý bà con cô bác sẽ luôn ủng hộ Ngôi Sao Miệt Vườn cũng như là Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn để chúng ta có những cái đêm nhạc mà ấm áp ý nghĩa như thế này, được không ạ? Và năm mới thì thay mặt các anh chị trong Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn kính chúc quý bà con chúng ta sẽ có một năm mới nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, tài lộc, và đặc biệt là cả gia đình ai cũng bình an hết. Dạ xin chúc mừng năm mới tất cả quý bà con, xin cảm ơn quý bà con rất nhiều ạ. Dạ lại anh ơi, chỉ giờ đừng có ngoài lại nha, về quê nha, cầm điện thoại video call. Cảm ơn nha, cảm ơn nha. Dạ rồi, trong lúc này thì xin mời quý bà cô chú anh chị cùng thưởng thức tiếp mục tiếp theo của một cô rất là dễ thương luôn. Con xin phép mời cô. Dạ, hôm nay là nãy giờ cô đã chờ sẵn ở dưới rồi, nhưng mà tiếc quá bạn Tuấn không có được thưởng thức tiếp mục của cô, nên con sẽ xuống dưới để con video call lại khoe cho bạn Tuấn với lại các bà con ở Bến Tre rồi các tỉnh cùng xem nha. Dạ, con mời cô. Dạ, cho cô Tám gửi cả nhà mình bài hát Tân Cổ Trọng Thị Mỹ Châu, sáng tác của Viễn Châu. Nếu mà run quá mà lỡ không có nhớ lời, xin bà con đừng nói cười và tha thứ cho bà cô Tám nha. Run lắm nhưng mà mê quá. Dạ. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nỗi mòn hơi thở. Mà bóng dáng ai vẫn mờ xa trên vạn lối một xíu được không ạ? Dạ. Trời ơi, chị ngồi ở trong khán đài mà cả đến anh âm thanh hay là các bạn cũng thấy là dạ, cô mời cô dạ. Xuống liền hả cô? Thôi ở đây giao lưu một xíu. Dạ. Đây cô cầm micro sát cho để mình giới thiệu ha. Dạ. Chắc hồi nãy cô lên cô rung quá nên là cô chưa có giới thiệu được hết tên cô cho cô chú anh chị. Dạ. Bây giờ thì mình cô hát xong rồi cô giới thiệu tên của cô ạ. Dạ. Cô tên thiệt là Hồ Thị Sáng. Dạ, hồi nãy có thấy là giới thiệu cô nhà ta. Là gọi cô Tám luôn à. Dạ. Bây giờ giao lưu mà nó cũng còn lung vậy luôn hả? Đúng. Dạ. Dạ. Thấy gì chưa nhé? Vậy biết hồi nãy cô hát cho con, còn đứng đây con dịnh cô ha. Dạ. Đúng quá. Đúng. Dạ, đúng thiệt luôn á. Mà hồi xưa giờ là cô có hay hát ở nhà không cô? Hát đó. Dạ. Đi xuống bếp, cô hát. Hát với nhỏ con gái nó tức luôn. Cô hát đến mức mà bạn con gái của cô tức luôn, sao tức vô cô? Cô hát hoài, nhức đầu quá, mở hát hoài. Nhưng mà lúc ở nhà hát vậy là không luôn. Cái xưa đó, nó hồi cuối năm mà cho mẹ đi hát đi, mà thấy chương trình Hương Dừa quá. Dạ. Cái nó nói thôi là đây mất cúp chưa. Dạ. Nó à, vậy là hôm nay là từ A tới Á, từ đây là dạ. Con gái. À, thôi cho cuối năm đi hát thấy nghe không? Dạ, đẹp, hôm nay quá trời là hát rồi là không có giống ai hết trơn, hát được không? Dạ được, cái được nhưng mà rung quá, nãy rung quá. Vậy thôi, cứ rung nữa ha, dòng là mai mốt cho hát dài dài nữa nha. Đúng rồi, bây giờ phải hít thở lại. Xong rồi cái... Nhiều lắm, thuộc nhiều bài hát đó mà phải rung. Dạ. Rồi hôm nay là xíu nữa cô sẽ trình diễn mấy bài cô? Đâu biết đâu, chương trình dừng lại cho mấy anh chị nữa mà. Dạ. Thôi để qua Tết đi ha. Qua Tết ha. Nhiều lắm. À, người tình trên chiến trận trong chùa qua nhiều nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà lúc mà thường mà cô hát ở nhà là mê ăn là mình hát hả cô? Mở karaoke tối ngày à? Là ở nhà có dàn karaoke không mở trong điện thoại á. Dạ.
cứ hát sùm bị la. Dạ. Con cái nó ngủ, cháu nó ngủ. Nhưng mà hiện giờ công việc của cô là có nội trợ. Nội trợ. Dạ. Trước đây thì cũng đi ngày tự do, ai mướn gì cũng làm. Con nghĩ gì cũng làm. Con nghĩ là nếu như mà hồi nãy mà cô đỡ luôn hơn á, là cô sẽ hát bá cháy luôn á. Bá cháy. Dạ. Còn hồi nãy là không bá cháy. Hồi nãy là tại rung quá, thành ra cái mic của cô nó rung hay nè. Nghe cái giọng không có nghe. Dở hết luôn rồi đó. Giờ tỉnh rồi. Đứng cái bên hết. Đỡ đúng không cô? Đỡ rồi. Dạ. Thôi bây giờ mình hít thở lại bữa sau á. Giống như con hôm qua con dẫn á, trước khi con làm MC con rung á, cái sáng sớm là 7 giờ sáng con đã đi một vòng ở sân khấu này rồi á, đi cho nó quen á cô. Hôm qua có đi qua đây nè, đi tùm lum hết trơn á, rồi về chứ cũng đâu được hát. À nhưng mà có lên sân khấu không cô? Không, không đi một vòng. À. Đi coi, dắt con cháu rồi đi coi. Bữa sau á cô hát á, để con làm thêm mấy cái đạo cụ ở nhà mình á. Đó, hoặc là để bức hình nhà cô hay là có con cái rồi gia đình mình ngồi dưới cho cô thấy thân quen á. Rồi quay hôm nay bé bạn ở đâu ha cô? Bạn đang ngồi dưới. À, dạ. Cái Út với là cháu ngoại, hai dạ. Đứa cháu ngoại. Dạ, cảm ơn bạn rất là nhiều. Trời, mong là hôm nay sẽ là một dạ, sẽ là một niềm vui với lại cô với bạn. Bạn rất là đẹp luôn, nay cô bạn trang điểm cho cô đẹp lắm. Dạ. Bạn đi làm cho cô dâu rồi nhiều lắm. Hôm nay cô về cái cô có thể xem cái clip này ha, cái làm kỷ niệm không sao hết. Tại vì cô không phải là ca sĩ chuyên nghiệp mà cô là một cô nội trợ nấu ăn, mà cô lên đây cô trình diễn như vậy là rất ok rồi nha. Thôi mày mốt không rung nữa đâu cho hát nữa nha. Dạ đúng rồi, hôm nay mình xem cái này là kỷ niệm, là bữa sau á mê cả lương lắm á. Mình hát cái bài lương khác, mình tự tin hơn, cái về mình sẽ khoe hát tuồng đi ha, đi kiếm nam hát chung với mình. Dạ kiếm ông xã lên hát không ha, cái ông tử chết á. Vậy là đi đây ông đâu biết mình đi đâu. À vậy cô giấu hả? Chết rồi, có quay hình rồi. Quay giờ bị la chứ sao. À, quay là... đi làm chuyện xấu hổ. Đâu có gì đâu. Nè cô, giờ con hỏi thử. Tại sao mình hát dở á? Cô chú ở đây rồi, nãy giờ là cô hát hay không nha, cô hỏi thử đi. Không dám. Dạ cô chú ơi, cô chú thấy nãy giờ cô Tám hát hay không ạ? À, dạ cảm ơn cả nhà. Dạ mình vỗ tay việc lớn để ủng hộ cô dạ, Tám. Dạ dạ cảm ơn nhiều lắm. Dạ mừng lắm, mê văn nghệ lắm. Dạ. Cảm ơn cả nhà mà có đắm văn nghệ là thức khuyên đêm nằm lắng tai nghe người ta hát á. Dạ. Rồi dạ. Nó rung lại rồi, sao nói một lúc cái nó rung lại vậy ta? Sợ lắm. Dạ thôi bây giờ mình xuống mình hít dạ. Thở ha, rồi nếu mà có bài hát nào mà thấy phù hợp đó cái đăng ký rồi mình cảm ơn con nha. Cảm ơn con. Dạ con cảm ơn cô. Dạ con chào cô. Dạ xin cảm ơn cô chú anh chị. Giống như cô Tám thì nó sẽ có nhiều cô chú anh chị mà mình chỉ là các công việc khác thôi, không phải là ca sĩ, nghệ sĩ hay là chuyên nghiệp. Thành ra khi mà đứng lên sân khấu rộng này là rung chứ, mà ở dưới lại là trực tiếp nữa, bà con cô bác đứng ở dưới xem. Em là em còn rung nữa, em quay YouTube thường á, mà đứng lên sân khấu này em còn bị nói vấp, nói nhanh rồi những cái trục trặc nữa. Nên là bà con mà mình xem thì có gì mình hoan hỉ cho các cô chú nha, mình vui nha, tại vì các cô chú đã mạnh dạn bước qua được cái sợ hãi của mình mà thực hiện cái niềm đam mê ca hát rồi. Dạ tiếp theo sẽ là một phần trình diễn của anh Thanh Phong với tiết mục Nửa Đêm Ngoài Phố. Xin cô chú chị một tràng pháo tay thật lớn ha. Em cảm ơn. Chị Tiên ơi, em về trước đi chị Tiên. Má em mệt lắm mình ra. À, thế bà chị bấm rung cái là cũng rung theo luôn. Tên người quen biết nghèo
anh một mình lang thang trên hè phố vắng. Tôi đi tìm ai mà tâm tư kiểu nặng, tôi đi tìm ai mà thầm lặng bước chân. Phần trình diễn của anh rất là nhiều. Tính ra các bà con mà hát giao lưu á, em thấy đến cái đêm nhạc này của mình á, thì cô chú anh chị nào cũng chuẩn bị cho mình những cái bài tủ rồi. Đó, thì mong là những cái tiết những cái đêm nhạc sau á, bà con cô bác mình sẽ mạnh dạn hơn nữa để mình có thể một lần mình làm ca sĩ mà mình phải làm cho nó đã thiệt là đã luôn hen. Dạ, tiết mục sau này á, thì của một anh ca sĩ. Vừa rồi là cái đêm thứ bảy, vừa rồi là anh đã biểu diễn rồi. Nhưng mà hôm nay anh thấy bà con mình sung quá, các anh quay lại chương trình để biểu diễn thêm. Hôm nay em xin trân trọng giới thiệu sự tham gia của anh ca sĩ Bùi Khắc Tùng. Dạ. Anh Tùng. Dạ, mời đổi tiếp tục đúng không? Dạ. Dạ, anh Tùng chắc nó được chặt nên là em xin mời sự tham gia của... À, em mời anh luôn được không anh Tùng? Dạ. Dạ, em chào anh, cho chị xin cái micro cho anh luôn bác. Dạ.
Dạ xa, xin chào chị cũng như là tất cả quý vị khán giả có mặt tại hội quán của Ngôi Sao Việt Vườn ngày hôm nay. Rất là vui khi mà trở lại với hội quán Ngôi Sao Việt Vườn. Và xin chúc quý vị một mùa xuân an lành, bình an và hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân của mình. Trời, cảm ơn Tùng nhiều nha, Trang cũng hết hồn luôn á. Tại vì hôm Trang nghe bên bé Lệ báo là hôm nay có bạn ca sĩ Bùi Hát Tùng tham dự, Hồ Hát Tùng tham dự. Trang nói trời, bữa mới biểu diễn hôm thứ bảy rồi mà hôm nay là Tùng tham dự nữa, giao lưu với bà con nữa thì là quá là may mắn rồi. Mà tính ra số Trang cũng hên ghê. Hôm qua lần đầu tiên Trang làm MC thì cũng được bạn ca sĩ Quỳnh Trang, cũng là suýt nữa là biểu diễn hôm thứ bảy vừa rồi, cái bạn qua hát giao lưu với bà con ba bài luôn mà sung lắm, hay lắm. Sao hôm nay may mắn lần thứ hai Trang dẫn MC lại có thêm bạn Hồ Khắc Tùng qua diễn nữa, mong là bạn Tùng sẽ khuấy động bà con trình diễn tiết mục thiệt và hay nha. Ok, cảm ơn Trang rất nhiều. Và xin gửi đến quý vị một ca khúc là một sáng tác rất là dễ thương của ca nhạc sĩ Ngọc Phụng, ca khúc đặt tên Xuân Nay Nói Người Phương Xa. Và ca khúc này hiện tại thì cũng mới vừa phát hành trên kênh YouTube của Tùng. Tùng hát chung với lại nam ca sĩ Hoàng Thắng. Và xin mời quý vị cùng lên kênh YouTube Hồ Khắc Tùng để xem lại ca khúc này nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Xuân Nay Nói Người Phương Xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cha với mẹ đừng hiếm cho. Xuân nay non người phương xa, mẹ cha càng già. Vui về mình vui đón xuân, mai về mình ăn bánh chưng. Cha với mẹ cùng quý vị rất nhiều. Quý vị vừa nghe qua một sáng tác rất là dễ thương của ca nhạc sĩ Ngọc Phụng, ca khúc mình tên Xuân Nay Nói Người Phương Xa. Và kế tiếp xin mời quý vị cùng thưởng thức qua một ca khúc rất là dễ thương, cũng trong một năm mới. Xin chúc cho quý vị năm mới an khang thịnh vượng với ca khúc được mang tên Ước Nguyện Đầu Xuân. Xin mời cùng thưởng thức. Hoàng Anh. Chào quý vị ơi, bữa nay cũng là một bữa cuối năm của Hội Quán Ngồi Sau Vi Vườn. Cũng mong là quý vị sẽ trong năm mới sẽ quay lại ủng hộ cho Hội Quán Ngồi Sau Vi Vườn của anh Phương Dừa Thiết ở đâu. Tuy năm nay em lớn nhưng vẫn biết bao lì xì. Áo đẹp em cho mình đi hàng đông đời đó. Đêm xuân kinh xinh hơn, hạnh phúc đến cho mọi người.